dàn siêu xe đổ bộ bom tấn Transformer quái thú trỗi dậy, một Porsche 964 để phù hợp với tính tình sôi nổi và khoa trương của Mirage, phiên bản biến hình là chiếc Porsche 911-964. Thứ hai là Freightliner FLA, thủ lĩnh của Autobot và là linh hồn của thương hiệu Optimus Prime, xuất hiện dưới dạng một chiếc bán tải Freightliner FLA. Thứ ba là 1970 Chevrolet Camaro. Autobot được yêu thích nhất là Bumblebee, một nhân vật tính tình ngây thơ, hài hước và có khả năng chiến đấu bậc thầy suốt các phần phim. Ở phần phim lần này, thay vì Volkswagen Beetle, Bumblebee đã lên đời thành một chiếc Camaro. 4-1970 Volkswagen Bird. Wellzec gia nhập danh sách một Autobot với phong cách rất riêng của một nhà khoa học. Phiên bản ô tô của anh là một chiếc Volkswagen kinh điển. Thứ 5 là Peterbilt 359. Cosser là nhân vật phản diện chính của câu chuyện trong Transformer. Phiên bản ô tô là một chiếc xe tải Peterbilt 359 khủng năm 1994. Thứ 6 là Nissan Skyline GT-R A33. Phản diện đáng gờm trong phần 7 của Transformer sẽ biến hình thành một chiếc Nissan GT-R A33 bóng 7.